À, quên nói về cái vụ bán chó nữa. Em nghĩ là chắc chị nên đổi cái con số 2 cho em đi, nhưng mà nó phải theo em mới được. Thí dụ như em qua mà nó còn nhớ mà nó đi theo á thì chị đổi. Nè, con này nè, nó không có lớn luôn, lưng nó chỉ có dài ra thôi, nó là bây giờ lai nó là chuẩn thành công rồi đó. Nhưng mà nó đưa cho chị bởi vì sao? Nè, nó cực kỳ dễ thương, con này mới dễ thương dữ nè, mà nó lùn, nó nhỏ xíu, nó không có lớn, à, nó bơi được luôn nha. Đó thì nuôi này nó tầm cỡ với con chó đực, giờ nó chơi thân nha, từ nhỏ lớn lên nó mới chịu đẻ. Second hand lovely trời ơi, cái cục vàng của tôi á, nhưng mà phải lấy con số 2 để về để em huấn luyện con số 2 để cho nó đi ra sông nó lụm rác đó, nhưng mà nó phải đi theo mới được. Thì chị thấy được thì em qua thử rồi em đổi con này siêu lùn quý hiếm dễ thương, đừng để mất con này, tại con này em đã lai thành công rồi 10 năm rồi, nó nhảy được với chó Nhật với chó Phú Quốc 10 năm rồi, giờ nè nó ra được cái gen này là chó Phú Quốc mà siêu lùn siêu nhỏ đây nè, con này mới quý hiếm độc lạ nè đó, nó hiền khô à. Thì nó ở với chó đực là hiền hòa rồi đó, chị nuôi hai con này chăm sóc nó kỹ giùm em rồi bán, mình có thể bán được giống của nó đó, chứ giờ khó, cũng làm ăn cũng khó khăn lắm. Dạ lovely, tôi gửi qua con ở với Bích Đồ, Bích Đồ nha, mốt nó xin baby nha. Rồi lúc đi dễ thương quá, coi lỗ tai nè, lỗ tai biết điều khiển lỗ tai, lúc đi đậy nắp lỗ tai lại con, đậy lỗ tai lại con nè, lỗ tai dính lên để nghe, còn bình thường là sẽ đậy lại giống như ráy cá vậy đó, con này chỉ con này làm được rồi. Ôi trời, nhưng mà con ở đây thì con sẽ không được đẻ con à, ở nhà mình con không được đẻ, sợ mai mốt con nhảy đực với anh em của con là loạn luân là không có được, hiểu không? Qua bên đó gả con đi nha. Ly thấy làm sao, con ở đâu chả được đúng không Lovely? Tính thì Lovely second rồi, Lovely ngoan lắm nha, Lovely biết ngồi biết đứng biết nghe lời như vậy luôn nè. Hậu quả nè, ở nhà nè là phải bị triệt sản nè. Đây bây giờ cô gái ba chân này đã bị triệt sản rồi,